Thì bắt đầu với cái bài báo cáo ngày hôm nay thì xin phép các anh chị chia sẻ một cái case lâm sàng. Cái này thì bác sĩ Dân lấy từ trên mạng vậy ạ, trên một cái trường hợp mà một bệnh nhân nữ mà vào viện thì chúng ta vì một cái trường hợp mà sưng ở cái vùng mắt ở hai bên từng đợt. Và đối với cái tổn thương này thì đối với cái tổn thương ban đầu này thì không biết là ở đây các anh chị bác sĩ có nghĩ đến phù mạch di truyền hay không. Tuy nhiên thì theo bác sĩ Dân nghĩ thì bởi vì ngày hôm nay thì cái bài báo cáo nó chủ yếu là tập trung vào phù mạch di truyền nên khả năng cao là 100% các anh chị nghĩ đến khả năng cao là bệnh nhân này phù mạch di truyền đấy ạ. Nhưng mà trong thực tế lâm sàng thì sao? Trong thực tế lâm sàng thì không phải với một bệnh nhân mà đến với chúng ta như thế này thì chúng ta rất ít khi nghĩ đến bệnh nhân có phù mạch di truyền. Bởi vì sao? Bởi vì đây có thể nó là một cái tổn thương tại chỗ. Ví dụ giả sử như là bệnh nhân có thể một cái viêm da tiếp xúc chẳng hạn, hoặc là ví dụ giả sử như là bệnh nhân bị côn trùng đốt chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân có thể bị bệnh các cái bệnh lý mà liên quan đến các cái vùng đầu mặt. Và nếu mà nghĩ sâu đi chăng nữa và là chuyên ngành dị ứng thì trong lúc đó thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến bệnh nhân này có thể là phù mà liên quan đến dị ứng. Thì rất ít trường hợp là chúng ta sẽ nghĩ đến phù mạch di truyền. Vậy thì phù mạch di truyền là gì? Các cái biểu hiện trên tần suất mắc của nó là như thế nào, cơ chế của nó như thế nào và biểu hiện trên lâm sàng của nó ra sao và tiếp cận là gì và khó khăn là gì sẽ được trình bày trong báo cáo ngày hôm nay. Thì đây là nội dung báo cáo ngày hôm nay. Thứ nhất là về các cái nét tổng quan về phù mạch di truyền. Cái thứ hai là các cái tiếp cận chẩn đoán phù mạch di truyền. Thì ở đây ngày hôm nay thì bác sĩ Dân cũng chỉ chủ yếu là tập trung vào các cái đặc điểm trên lâm sàng bởi vì không lấn sân của bác sĩ Tú ở bài sau. Và điểm thứ ba nữa đó là những cái điểm dễ bỏ sót khi chẩn đoán phù mạch di truyền, tức là bỏ sót liên quan đến khách quan và bỏ sót liên quan đến chủ quan ở trong điều kiện Việt Nam chúng ta hiện tại. Và thứ tư chính là những cái nét về kết luận. Vậy thì biểu hiện phù mạch di truyền là một trong các nhóm bệnh mà liên quan đến phù mạch thì được đặc trưng bởi các cái tình trạng mà sưng phù từng đợt như là da và niêm mạc. Đã được báo cáo bởi tác giả Quỳnh mà chúng ta vẫn được biết đến đó chính là Phù Quỳnh ạ. Thì đến năm 1988 thì tác giả Osler đã báo cáo những cái trường hợp mà phù mạch mà liên quan đến di truyền đó chính là phù mạch di truyền và đây là một cái tình trạng mà là di truyền trội nằm trên nhiễm sắc thể thường, tức là khi bố hoặc mẹ mà mang gen trội thì rất là có khả năng là con sinh ra có thể bị. Tuy nhiên có khoảng 25% thì các cái trường hợp mà phù mạch di truyền nhưng không có yếu tố tiền sử gia đình. Và cái cơ chế mà chúng ta biết đến hiện nay thì chủ yếu là do thiếu hụt cái nồng độ C1 inhibitor ở trong huyết tương cũng như là cái sự khiếm khuyết về mặt chức năng của cái men C1 ST inhibitor này và cái hóa chất trung gian mà đóng vai trò chính trong cái cơ chế sinh bệnh học của phù mạch di truyền đó chính là bradykinin. Tuy nhiên thì các cái đột biến chủ yếu là do đột biến các cái shaping 1. Tuy nhiên thì đến năm 2000 thì ngoài cái trường hợp mà liên quan đến cái sự thiếu hụt của cái C1 inhibitor khiếm khuyết hay là khiếm khuyết về chức năng thì còn có những cái báo cáo mà mô tả các cái thể mà phù mạch di truyền với cái nồng độ C1 inhibitor bình thường và nó sẽ được xếp vào trong cái dạng type 3. Và phù mạch di truyền nó là một trong những cái bệnh mà gọi là bệnh hiếm. Vì sao? Bởi vì cái tỷ lệ lưu hành nó chỉ khoảng 1 đến 50.000 trường hợp và có những nước thì báo cáo là một gặp một trường hợp trong 10.000 hoặc là 150.000 trường hợp. Với cái dân số Việt Nam hiện tại thời điểm hiện tại thì chúng ta ước tính có khoảng tầm 2.000 bệnh nhân và so với cái dân số thì chúng ta thấy là nó rất là nhỏ. Và với một cái trường hợp mà bệnh lý hiếm gặp như thế thì đó cũng là một trong những lý do mà chính phủ hay là các cái chính quyết sách về y tế chưa quan tâm thực sự đến mức đến cái bệnh phù mạch di truyền này. Và đây là một cái bệnh mà có thể gặp được cả hai giới và có thể gặp ở mọi chủng tộc. Và các cái trường hợp mà phù mạch di truyền thì có 80 đến 85% mà liên quan đến cái phù mạch di truyền type 1, tức là các cái trường hợp mà phù mạch di truyền liên quan đến sự thiếu hụt về nồng độ của C1 inhibitor. Và còn khoảng 15 đến 20% là phù mạch di truyền là type 2, tức là nồng độ C1 inhibitor bình thường nhưng khiếm khuyết về mặt chức năng. Và còn lại một số nhỏ nữa đó chính là C1 inhibitor bình thường về cả nồng độ và chức năng nhưng nó có liên quan đến đột biến
của các cái gen khác thì lát nữa trong cái phần phân loại bác sĩ Dân sẽ xin phép được trình bày sau. Và là một bệnh hiếm gặp, tuy nhiên thì nó cũng là một bệnh rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì cũng giống như các anh chị đã học, cũng như cô Mai có báo cáo đấy, đó là trường hợp mà khi mà mày đay hoặc là phù mạch thì ngoài các cái tổn thương ở biểu hiện ở trên da thì nó còn có biểu hiện là các cái tổn thương đường, các cái đường hô hấp và các đường tiêu hóa. Và cái nguy hiểm nhất ở đây đó chính là tổn thương ở đường hô hấp. Nó khác với cái phù mạch hay là cái mày đay thông thường, đó là gì? Đó là chúng ta hoàn toàn có thể điều trị bằng kháng histamine, điều trị bằng corticoid hoặc là điều trị bằng arealin. Tuy nhiên trong với phù mạch di truyền thì điều trị nó khác hoàn toàn, chúng ta không đi theo cái hướng điều trị đó. Và nếu trong trường hợp mà khi chúng ta không có các cái biện pháp điều trị trong cơn cấp hoặc là trong cái điều trị mà trong điều trị dự phòng thì hoàn toàn bệnh nhân có thể xảy ra các cái phù thanh quản. Và đây là một trong những nguyên nhân hoặc là những yếu tố mà tiên lượng nặng và gây ra tử vong ở bệnh nhân phù mạch di truyền. Và cái tỷ lệ mắc thì thường thường là vào khoảng 25% các trường hợp và khoảng một trường hợp trong 7 đến 20 trường hợp ạ. Và mặc dù nó là một cái bệnh hiếm như thế, mặc dù là cái số người mắc ít đến như thế, nhưng cái gánh nặng của nó đối với bệnh nhân và đối với xã hội thì nó cực kỳ lớn ạ. Đối với một bệnh nhân thì số cái đợt kịch phát trong cái cả cuộc đời của bệnh nhân trung bình trong các cái nghiên cứu mà gần đây đấy đó chính là 26,9 lần. Và cái thời gian mà kéo dài thì ở đây là gì nhỉ? 61,3 giờ, tức là xin lỗi ở chỗ này là từng một đợt bị thì thường thời gian kéo dài khoảng 61,3 giờ, tức là khoảng tầm 3 ngày. Và gần như là 80 đến 85% các cái biểu hiện của phù mạch di truyền khi một bệnh nhân đã có diễn biến phù mạch di truyền thường thường là ở dạng vừa hoặc là dạng nặng. Và nếu mà như các anh chị nhìn thấy vừa rồi cái hình ảnh trên lâm sàng vừa rồi ạ, thì rõ ràng là tự nhiên cái khuôn mặt của chúng ta bị biến dạng, tự nhiên cái tay của chúng ta bị biến dạng, tự nhiên cái bụng của chúng ta bị biến dạng, nó to bất thường chẳng hạn. Vì thế nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái thẩm mỹ và tới cái hoạt động hàng ngày. Bởi vì phù mắt như thế thì làm sao mà chúng ta có thể là nhìn thấy được bình thường đúng không ạ? Và ngoài ra nữa thì nó còn gây ra đau nữa và ảnh hưởng rất là nhiều đến tinh thần của người bệnh. Và một vấn đề khó khăn nữa đó là vì nó là một cái bệnh mà liên quan đến di truyền, do đó hiện tại thì vẫn chưa có các cái biện pháp điều trị đặc hiệu cho cái tình trạng hay là cái bệnh này ạ. Và các cái biện pháp điều trị hiện tại, mặc dù là cái tiến bộ trong điều trị gần đây, các cái thuốc sinh học hoặc là các cái thuốc điều trị dự phòng ở Việt Nam hiện tại như là danazol hoặc là tranexamic acid hoặc là huyết tương tự đông lạnh, nó cũng chỉ kiểm soát được một phần nào đấy các cái diễn biến của bệnh mà không thể làm sao mà dập tắt được hoàn toàn cái số cái cơn mà kịch phát về sau này, tức là các đợt tái phát về sau. Và do đó là bệnh nhân thường xuyên phải vào viện. Và do đó bệnh nhân thì cực kỳ thất vọng, bởi vì sao? Bác sĩ mặc dù đã nghĩ ra bệnh của mình rồi nhưng tại sao bác sĩ lại không cho tôi một cái liệu trình điều trị hoặc không cho tôi một cái điều trị đặc hiệu để có thể dập tắt được các cái đợt tái phát của tôi ạ? Đó chính là cái sự thất vọng của bệnh nhân đối với thứ nhất là cái ảnh hưởng về mặt tinh thần, bởi vì liên quan đến mặt bệnh nó là nặng này. Cái thứ hai là liên quan đến cái về cái vấn đề là bệnh nhân thường xuyên phải ra vào viện. Và một cái vấn đề nữa cũng làm cho bệnh nhân hay là người nhà bệnh nhân cũng đặc biệt là lo lắng hay là quan tâm, đó chính là cái giá thành. Với cái giá thành là 41.000 đô la trên một năm mà còn tùy thuộc vào mức độ nặng và số đợt tấn công thì chúng ta không thể nói rằng cái phù mạch di truyền này nó dễ dàng điều trị được, và nó thực sự là một cái gánh nặng rất lớn đối với bản thân bệnh nhân, đối với gia đình bệnh nhân, đối với xã hội và đối với ngành y tế. Sơ lược chung qua một xíu về cái cơ chế của phù mạch di truyền thì như các anh chị đã thấy ở đây, cái biểu hiện phù mà các anh chị thấy ở trên hình ảnh vừa rồi, phù mí mắt ấy, thì nó chính là liên quan đến cái hóa chất trung gian mà bác sĩ Dân đã đề cập đến ban đầu tiên, đó chính là bradykinin. Và cái bradykinin này nó gây ra cái giãn mạch, nó làm tăng tính thấm thành mạch và nó gây ra đau. Vậy thì khi mà tại sao mà cái bradykinin này tăng? Bởi vì nó liên quan đến cái sự tăng tổng hợp cái kallikrein này từ cái kallikrein tiền hoạt hóa dưới tác động của yếu tố 12, yếu tố 11 cũng như là các cái con đường mà plasminogen ở đây. Vậy thì khi mà chúng ta trong cái cơ thể của chúng ta bình thường thì với cái sự hoạt động bình thường về chức năng của cái C1 ST inhibitor này và với cái nồng độ bình thường của C1 ST inhibitor
thì không có vấn đề gì cả. Cái kali green này nó vẫn được sản xuất trong ngưỡng bình thường, và cái nồng độ mà bradykinin này nó vẫn sản xuất trong ngưỡng mà để không gây ra các cái triệu chứng ở trên lâm sàng. Tuy nhiên đối với các cái trường hợp mà bệnh nhân bị phù mạch di truyền thì sao? Thì nó bị thiếu hụt về nồng độ, ngoài ra nó thiếu hụt về chức năng, và ngoài ra thì nó còn khiếm khuyết bởi vì các cái yếu tố liên quan đến đống máu hoặc là cái con đường mà liên quan đến bổ thể. Do đó nó làm gia tăng cái sản xuất cái bradykinin này và nó tác động đến các cái mạch máu, đúng không ạ? Vậy thì mạch máu ở đây chúng ta có thể thấy rõ ràng nhất, chúng ta có thể nhìn thấy ở trên lâm sàng, đó là mạch máu ở dưới da. Nó sẽ gây ra giãn mạch dưới da và nó gây ra thoát huyết tương, dẫn đến biểu hiện sưng phù ở tổ chức dưới da. Và thường thường thì các mạch nó nằm ở sâu, do đó là cái biểu hiện trên lâm sàng của nó không phải là mày đay, mà nó sẽ biểu hiện trên lâm sàng chủ yếu là biểu hiện phù căng ở các chi, ở môi, ở mắt, ở bộ phận sinh dục, hoặc là ở các cái vị trí mà liên quan đến đè nén nhé. Và ngoài ra nữa thì nó còn biểu hiện phù ở đâu nữa? Phù ở đường tiêu hóa, phù ở thanh quản, phù ở khí quản. Đó chính là các cái biểu hiện trên lâm sàng từ cái cơ chế mà nó mang lại. Vậy nhắc đến phân loại của phù mạch di truyền thì cái danh pháp mà phù mạch di truyền cổ điển thì được nhắc đến năm 1960 với dạng type 1 và type 2, chủ yếu là nó liên quan đến sự thiếu hụt và khiếm khuyết về chức năng của C1 inhibitor. Và cái gen mà mã hóa cái C1 inhibitor này là cái gen SERPING. SERPING1 nó chính là cái tác nhân chủ yếu gây ra 80 đến 90% các cái trường hợp mà phù mạch di truyền được xếp vào trong type 1 và type 2. Và đến năm 2000 với sự cái phát triển của cái y sinh học di truyền, các cái công nghệ gen và sinh học phân tử thì đã cho chúng ta hiểu biết sâu hơn về những trường hợp mà mặc dù là cái tiền sử rất là gợi ý, có tiền sử gia đình nghi ngờ là phù mạch di truyền có sự giảm bổ thể, tuy nhiên thì chúng ta không phát hiện được bất thường về mặt chức năng hay là về bất thường về mặt nồng độ của C1 inhibitor, thì đó chính là những cái trường hợp mà phù mạch di truyền type 3 với C1 inhibitor bình thường. Vậy thì đó chính là sự đột biến của các cái yếu tố như là yếu tố đông máu 12, các cái angio protein hoặc là plasminogen hoặc là kininogen hoặc miophilin hoặc là HST3 và HST6. Và đây chính là một cái triển vọng để trong tương lai chúng ta có thể mở được các cái phòng mà chúng ta có thể xác định được là khi nghĩ đến phù mạch di truyền, mặc dù đã loại bỏ được cái thiếu hụt cái C1 inhibitor, tức là cái C1 inhibitor hoàn toàn bình thường về nồng độ và chức năng, nhưng nó vẫn có thể là phù mạch di truyền nếu mà chúng ta có thể xác định được bệnh nhân này nó bị khiếm khuyết về mặt các cái gen này, thì đó chính là triển vọng trong tương lai, và nó cũng là một trong những cái mà để chúng ta tránh bỏ sót khi mà chúng ta tầm soát một bệnh nhân nghi ngờ cái phù mạch di truyền. Và về cơ bản là nhìn khi mà nhìn trên cái cơ chế sinh học đấy, thì chúng ta có thể lược qua chung về cái điều trị của phù mạch di truyền, thì làm thế nào mà chúng ta có thể làm giảm cái tác động của bradykinin trên mô đích, hoặc làm thế nào mà chúng ta có thể làm tăng sản xuất được cái C1 inhibitor, hoặc là chúng ta có thể liền một lúc chúng ta có thể đưa vào một lượng lớn nồng độ C1 inhibitor, thì như thế các cái triệu chứng trên lâm sàng của bệnh nhân sẽ được cải thiện. Vậy thì ở đây trên cái điều trị mà phù mạch di truyền á, thì đặc biệt là trong chúng ta chỉ quan tâm đến type 1 và type 2 đấy ạ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là gì, 80 đến 85% là type 1, còn lại thì 10 đến 15% nó là type 2, và chỉ có một phần nhỏ nó chính là type 3. Vậy thì người ta sẽ điều trị, đó chính là điều trị các cái đợt cấp của phù mạch di truyền. Cái thứ hai đó chính là điều trị dự phòng ngắn. Cái thứ ba chính là điều trị dự phòng kéo dài. Vậy thì các cái trường hợp điều trị đợt cấp ấy, thì rất là rõ ràng rồi. Ví dụ là sinh bệnh nhân tự nhiên đến với chúng ta với một cái biểu hiện là ví dụ sưng phù ở tay, ở mặt, hoặc là có thể trong đến chúng ta trong những trường hợp mà khi biểu hiện ở trên lâm sàng là các cái phù thanh quản hoặc là các biểu hiện lý đường tiêu hóa, thì đó chính là các cái đợt cấp và chúng ta cần phải điều trị. Ngoài ra thì cái điều trị dự phòng ngắn thì nó sẽ liên quan đến thường thường ấy, các cái trường hợp mà liên quan đến phù mạch di truyền thì nó liên quan đến hay xảy ra sau các cái chấn thương hoặc là sau các cái phẫu thuật. Và ở trên thế giới thì thường thường người ta hay đề cập đến sau các cái phẫu thuật mà sản khoa, hoặc là sau các cái nhổ răng hoặc là nạo nạo vét amidan ấy, thì chúng ta phải điều trị bằng các cái đợt dự phòng ngắn.
Vậy thì cũng giống như điều trị tức thì đợt cấp hay dự phòng ngắn thì chúng ta cũng có thể điều trị bằng cách là bổ sung các cái C1 inhibitor vào bình thường. Tuy nhiên thì trong dự phòng ngắn ở hiện tại ở Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể có các cái lựa chọn. Ví dụ giả sử như chúng ta có thể truyền huyết tương tơ đông lạnh, đó là truyền một hoặc hai đơn vị trước khi mà bệnh nhân tiến hành phẫu thuật hoặc là thủ thuật, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái dẫn xuất của androgen, ví dụ giả sử như là danazol chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái tranexamic acid mà rất là quen thuộc của chúng ta trong cái điều trị mà cấp cứu cầm máu đấy. Và một cái nữa đó là giống như các anh chị đã nhìn thấy là khi mà một bệnh nhân mà nó có tới tận đến 26, trung bình đến 26,1 đợt kịch phát trong vòng trong cái diễn biến bệnh, thì không có lý do gì chúng ta không tạo ra các cái sản phẩm điều trị để có thể làm dự phòng kéo dài, tức là làm hạn chế cái số đợt lên cơn cấp cũng như là số lần bệnh nhân phải nhập viện. Thì đó chính là ba cái điều trị mà chúng ta cần phải quan tâm ở bệnh nhân phù mạch di truyền. Tuy nhiên trong phạm vi ngày hôm nay nó cũng rất là ngắn, thế nên là bác sĩ Dân xin phép được sẽ được trình bày về cái điều trị cụ thể trong một cái đợt báo cáo tiếp theo. Vậy phần thứ hai thì nó chính là phần rất là quan trọng đối với các bác sĩ ngày hôm nay, bởi vì hầu như là các bác sĩ chúng ta thì cũng không phải là chuyên ngành dị ứng miễn dịch lâm sàng, hay thậm chí là chúng ta là bác sĩ dị ứng miễn dịch lâm sàng. Tuy nhiên cái cơ hội mà để chúng ta gặp và cơ hội để chúng ta có thể tiếp xúc với một bệnh nhân phù mạch di truyền nó rất là hiếm. Do đó bác sĩ Dân rất là hy vọng mọi người có thể nắm bắt được các cái biểu hiện trên lâm sàng, đặc biệt là cái tổn thương da, để khi mà chúng ta nhìn những cái tổn thương da chúng ta có thể nghĩ đến bệnh nhân đấy có hay không là phù mạch di truyền ạ. Giống như là trong cái triệu chứng mà bất kỳ một cái bệnh nào đấy thôi ạ, giống như đặc biệt là trong cái hen phế quản, thì rõ ràng là trước khi mà một bệnh nhân bị lên cơn thì bao giờ là bệnh nhân cũng có những cái dấu hiệu mà giống như là kiểu là báo thức ấy. Vậy thì những cái dấu hiệu mà báo thức nó còn gọi là các cái triệu chứng mà tiền triệu trong cái phù mạch di truyền, thì ở đây nó thường thường khởi phát sau các cái trường hợp mà các cái yếu tố kích phát như là chấn thương hoặc là các yếu tố mà stress liên quan đến tinh thần, gặp ở khoảng 50% các trường hợp ạ. Và biểu hiện trên lâm sàng của nó đó chính là các cái ban dạng lưới thoáng qua, hay là người ta gọi là các cái ban vòng đấy. Và tại các cái vị trí mà chuẩn bị mà xuất hiện các cái phù đó, tình trạng phù đó, thì chúng ta có thể thấy là bệnh nhân có cảm thấy tê bì hoặc là đau ở cái vùng vị trí tại vùng tổn thương. Thì ở đây như các anh chị nhìn thấy, đây chính là các cái ban dạng vòng ạ. Nó khác hẳn là cái ban mày đay như cô Mai trình bày với các anh chị trong cái bài vừa rồi, đúng không ạ? Nó là một cái ban dạng lưới và nó có các cái viền đấy, các anh chị, như các anh chị nhìn thấy nó có các viền dạng viền đấy, nên người ta gọi là các cái ban gọi là margin hoặc là có gọi là ban dạng vòng đấy. Và nó là một trong những triệu chứng mà ở trẻ sơ sinh cũng gặp, đây các anh chị nhìn thấy. Và nó, nếu mà chúng ta mà không nghĩ đến phù mạch di truyền thì chắc chắn là trong tương lai cháu này sẽ có thể bị từng đợt một mà có thể là bị liên quan đến phù mạch di truyền, tức là biểu hiện phù ở dưới da sau này ạ. Và ngoài cái biểu hiện mà tại chỗ ở cái vị trí mà gần lúc mà chúng ta gần khi mà cái tổn thương mà nó xuất hiện ấy, đó là cái ban dạng vòng, thì bệnh nhân còn có các cái biểu hiện buồn nôn, mệt mỏi, đau cơ và các cái triệu chứng liên quan đến thần kinh. Thì đó chính là các cái triệu chứng tiền triệu trong cái phù mạch di truyền. Và đây chính là một cái bảng mà liệt kê về các cái tần suất xuất hiện các cái triệu chứng ở của phù mạch di truyền ở trên lâm sàng. Thì như các anh chị đã nhìn thấy ở đây thì có phù các chi, có đau bụng, có buồn nôn, nôn, có phù mặt, có phù hầu họng, có phù thanh quản và có biểu hiện tiêu chảy. Thì trong đó trên lâm sàng các anh chị nhìn thấy ở đây ạ, cái biểu hiện mà tổn thương da đó là phù các chi thì gần như là bệnh nhân nào chúng ta cũng sẽ gặp, mà gặp ở 96% các trường hợp. Và ngoài ra là gặp ở 93% là trường hợp đau bụng. Tuy nhiên cái trường hợp đau bụng này rất là khó để chúng ta có thể chẩn đoán, bởi vì sao? Chắc chắn là khi mà một bệnh nhân vào với chúng ta vì đau bụng ấy, thì không bao giờ trong 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 cái tiềm thức của chúng ta nghĩ là à bệnh nhân này có phải là đau bụng liên quan đến phù mạch di truyền hay không, khi mà bệnh nhân không có tổn thương da. Và ngoài ra biểu hiện tiêu hóa của bệnh nhân còn có biểu hiện là buồn nôn, nôn hoặc là tiêu chảy. Thì cái biểu hiện ngoài ra thì biểu hiện là tổn thương da là phù các chi, thì còn sẽ có biểu hiện là phù mặt, phù hầu họng và phù thanh quản. Thì đó chính là một số các cái biểu hiện lâm sàng có ba cái tổn thương cơ quan mà các anh chị cần phải nhớ, đó là tổn thương da niêm mạc, cái thứ hai là tổn thương ở đường tiêu hóa, đúng không ạ, và thứ ba là tổn thương ở đường hô hấp. Đó là một trong ba cơ quan mà tương tự đó chính là các cái chuyên khoa mà trên lâm sàng, thực tế lâm sàng mà các anh chị có thể gặp và cố gắng làm sao mà để tránh bỏ sót
bệnh nhân nghi ngờ là phù mạch di truyền ạ. Và đây là chính là phần trọng tâm của ngày hôm nay, đó chính là bác sĩ Dân xin được mô tả các cái triệu chứng mà chúng ta có thể nhìn phát mà chúng ta có thể nghĩ ngay đến phù mạch di truyền, đúng không ạ? Bởi vì tổn thương da nó là một trong những tổn thương mà chúng ta có thể nhìn thấy được, và nó là một trong những cái trường hợp mà tổn thương da mà có thể gợi ý. Do đó cái tổn thương da này đặc biệt là cần được quan tâm. Vậy thì cái tổn thương da đầu tiên mà như chúng ta nhìn thấy ở đây đó chính là tổn thương da ở phù các chi ạ. Như các anh chị đã thấy ở đây là cái tổn thương da ở phù các chi nó rất là đặc biệt, đó là gì? Nó phù không đối xứng. Nếu mà trong liên quan đến phù dị ứng ấy thì khả năng cao là nó có thể phù đối xứng. Tuy nhiên thì trong phù mạch mà liên quan đến đến di truyền á thì nó không đối xứng. Cái thứ hai là nó không có ngứa, nó không có ban mày đay, nó chỉ có biểu hiện là gì? Bệnh nhân có thể sưng đau ở tại các cái vị trí mà nó bị sưng phù, như ở đây thì bệnh nhân này sưng phù ở ở bàn tay này. Và cái thứ hai đó là cái hình ảnh vừa rồi chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, đó chính là bệnh nhân có biểu hiện là ở phù ở mắt đi, đúng không ạ? Nó gây ra sụp mắt đây này, chúng ta bệnh nhân không nhìn thấy này. Chứ ngoài ra thì bệnh nhân có thể là biểu hiện là phù ở môi, đúng không ạ? Và cái này là một cái tổn thương mà rất là hiếm gặp mà chúng ta thường hay bỏ qua ở những bệnh nhân mà phù mạch di truyền. Khi mà chúng ta nhớ là cái cơ chế của nó là do bradykinin gây ra thoát mạch. Vậy thì khi mà nó thoát mạch ở cái mức độ mà vừa phải thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là gì? Là cái tình trạng mà sưng phù ở dưới da giống như cái hình 1 và cái hình 2 mà bác sĩ Dân đã mô tả ở trên. Tuy nhiên trong trường hợp mà khi mà cái tình trạng mà nó nặng thì cái dịch đó nó sẽ được đẩy ra ngoài và nó làm tách ly gai cái thượng bì và dẫn đến là cái biểu hiện ở trên lâm sàng của bệnh nhân có thể là các cái biểu hiện các cái mụn nước và các cái bọng nước. Và đôi khi thì đến với chúng ta có thể nhầm với các cái bệnh lý mà mụn nước, bọng nước liên quan đến dị ứng hay là các mụn nước, bọng nước liên quan đến tự miễn. Do đó có thể là một trong những yếu tố mà chúng ta có thể bỏ sót. Vậy nói tóm lại, với trong trường hợp mà tổn thương da thì chúng ta có thể thấy biểu hiện trên lâm sàng của nó là phù các cái chi và phù các cái vùng mà niêm mạc, ví dụ là chính là môi hoặc là môi, đúng không ạ? Và ngoài ra nữa, một cái tổn thương da mà chúng ta cũng cần phải lưu ý ở trong trường hợp này đó chính là cái tổn thương da mà liên quan đến mụn nước và bọng nước, hiếm nhưng mà vẫn có thể gặp ạ. Và tổn thương đường tiêu hóa tổn thương thứ hai mà bác sĩ Dân muốn đề cập ở đây đó chính là trong tổn thương đường tiêu hóa. Và cái tổn thương đường tiêu hóa này rất dễ bị bỏ qua và nó có thể gặp ở chuyên khoa nào, đó chính là ở chuyên khoa tiêu hóa là chắc chắn rồi. Ngoài ra thì nó có thể gặp ở cái chuyên khoa cấp cứu ngoại. Nếu mà nhìn một cái hình ảnh như thế này thì chắc chắn là chúng ta nghĩ à, bệnh nhân này chắc là đã từng trải qua một cái phẫu thuật gì đó mà phải mở một cái rất là rộng rãi cái ổ bụng để tìm cái tổn thương. Và đúng là như vậy ạ. Bệnh nhân này vào viện, các anh chị có biết là bệnh nhân này mổ bao nhiêu lần đúng không ạ? Bệnh nhân này đã phải mổ tất cả là tổng cộng 12 lần trước khi mà được chẩn đoán là cái phù mạch di truyền. Vậy thì bệnh nhân cứ vào viện, lần đầu tiên bệnh nhân được vào viện với cái tình trạng đau bụng ở vùng hố trậu phải và bệnh nhân được mở ra với một cái chẩn đoán là theo dõi viêm ruột thừa, nhưng mà khi mở ra thì ruột thừa không có viêm và lại đóng bụng lại. Tiếp đến thứ hai là gì? Bệnh nhân vào viện với một cái lần mà bị tắc ruột. Và trong trường hợp mà bị tắc ruột nghi ngờ mà tắc ruột thì bụng bệnh nhân trướng căng và trong lòng ổ bụng của bệnh nhân có dịch và mở ra thì không thấy có một yếu tố nào gây đít tắc cả và lại một lần nữa đóng bụng. Và bệnh nhân trải qua rất nhiều lần vào viện vì không chỉ có liên quan đến cái tổn thương da mà bác sĩ bỏ qua, và ngoài ra thì các tổn thương mà chủ yếu mà họ phàn nàn đó chính là các triệu chứng mà liên quan đến đường tiêu hóa, và bệnh nhân đã phải mổ tách dính ít nhất là 2 lần. Bởi vì sao? Chúng ta đã mổ bệnh nhân ra và nó sẽ dính các cái quai ruột lại, đúng không ạ? Và đó chính là cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Đó là khi một bệnh nhân mà đến với chúng ta mà chúng ta phải mổ đi mổ lại, tức là gì, là mở bụng ra và đóng bụng vào mà chúng ta không phát hiện được một cái gì đó. Vậy thì hãy hỏi bệnh nhân xem bệnh nhân có tổn thương da hay không, và hãy đặt ở trong đầu một khái niệm là có hay không bệnh nhân đấy bị phù mạch di truyền. Vậy thì trên cái hình ảnh lâm sàng thì rõ ràng là như thế, bệnh nhân sẽ biểu hiện giống hệt như một có thể là một cái bụng ngoại khoa. Vậy thì trên cận lâm sàng nó sẽ tương xứng là gì? Đó chính là nó sẽ bị phù nề và tắc nghẽn các cái quai ruột. Như các anh chị nhìn thấy ở đây, cái quai ruột này nó bị phù nề rất là rõ và nó để lại cái lòng ruột đấy, nó rất là nhỏ.
Vậy thì chắc chắn là biểu hiện trên lâm sàng của nó giống hệt như một cái bệnh cảnh của tắc ruột, đúng không ạ? Và đây nữa, các anh chị nhìn thấy đây, rõ ràng là ví dụ ở sử trên này thì cái lòng ruột của nó vẫn bình thường, ở đây lòng ruột của nó vẫn bình thường chẳng hạn. Tuy nhiên ở đây thì sao, các quai ruột của nó bị phù nề, giãn quá mức, đúng không ạ? Và đó chính là một trong những cái mà chúng ta cần phải lưu ý nếu mà chúng ta chụp một cái bệnh nhân mà khi mà bệnh nhân mà phù mạch một bệnh nhân mà có cái biểu hiện tắc ruột lên mà chúng ta thấy nó không phải là cái dạng mà mức nước mức hơi giống như các anh chị thấy trong cái tắc ruột ngoại khoa đơn thuần, hoặc là các anh chị không tìm thấy một cái điểm tắc nào mà các anh chị thấy cái lòng ruột nó phù nề lên như thế, vậy thì một cái suy nghĩ trong đầu là phải nghĩ đến là có hay không liên quan đến phù mạch di truyền. Thì đấy chính là những nhắc nhở là liên quan đến các bác sĩ mà chuyên ngành tiêu hóa hoặc là các bác sĩ mà ngoại khoa trong những trường hợp bệnh nhân như thế này. Và một vấn đề nữa đó là khi mà chúng ta gặp ở các cái trường hợp mà tổn thương đường hô hấp trên, đây là một cái tổn thương mà có thể gặp từ 25 đến 50% các trường hợp và là một trong những cái tổn thương mà bệnh nhân rất có khả năng đi và tử vong nếu mà chúng ta không biết mở khí quản, hay là chúng ta không biết đặt cái mộng nội khí quản cho bệnh nhân, hoặc là chúng ta không có cái thuốc điều trị cấp cứu cho bệnh nhân. Vậy thì biểu hiện của lâm sàng của nó giống như một cái phù thanh quản bình thường, đó chính là bệnh nhân diễn biến một cái phù thanh quản, đúng không ạ? Biểu hiện là khò khè, biểu hiện là khó thở, đúng không ạ? Biểu hiện là nuốt vướng, đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái đấy là gì nhỉ? Chúng ta có thể là nó liên quan đến, vậy thì vào viện thì rõ ràng là chúng ta sẽ hỏi là à, cái này nó có liên quan đến dị ứng hay không có dị ứng. Cái thứ hai nữa là nó có liên quan gì đến có dị vật hay là không có dị vật, đúng không ạ? Và ngoài ra nữa thì khi mà soi lên mà chúng ta nhìn thấy mấy cái tổn thương mà nó bị phù nề toàn bộ cái niêm mạc thanh quản thế này rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng phải có nghĩ đến à, có thể nó liên quan đến phù mạch di truyền đấy. Vậy thì khi mà chúng ta chụp cắt lớp qua cái thanh quản đó thì rõ ràng là khẩu kính của cái thanh quản hoặc là cái đường thở á, thì rõ ràng nó đã bị giảm đi rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta nhìn đấy, đây là một cái khối, đúng không? Đây chúng ta nhìn thấy là gì nhỉ? Cái phù nó xâm lấn vào thanh thanh khí quản nhé, và nó gây ra biểu hiện bít tắc ở một cái đường hô hấp trên. Và trong những trường hợp như thế này thì đúng giống như ban cấp cứu một cái trường hợp mà phù thanh quản giống như mọi trường hợp phù thanh quản đấy, thì chúng ta vẫn có thể là phải mở khí quản hoặc là đặt nội khí quản. Đó chính là ba tổn thương cơ quan: tổn thương da, tổn thương đường tiêu hóa và tổn thương đường hô hấp trên là chúng ta cần đặc biệt lưu ý ạ. Vậy thì tiếp cận đối với chẩn đoán phù mạch di truyền ở đây thì những cái biểu hiện trên lâm sàng vừa rồi, khi một bệnh nhân mà có tiền sử gia đình hay là không có tiền sử gia đình, khi một bệnh nhân đến với phù mạch mà chúng ta nghĩ đến cái trường hợp mà phù mạch di truyền, thì một cái xét nghiệm đầu tiên mà chúng ta sẽ làm ở đây đó chính là chúng ta làm cái định lượng C4, đó chính là cái mảnh bổ thể đấy mà nó có thể giảm ở trong các cái bệnh lý mà liên quan đến hệ thống, ví dụ lupus ở hệ thống hoặc là hoạt hóa các cái phức hợp miễn dịch liên quan đến trong các trường hợp mà viêm mạch ấy, thì chúng ta có thể thấy nó thấp. Vậy thì trong trường hợp mà cái nồng độ C4 này bình thường thì chúng ta có thể nghĩ đến phù mạch tự phát hoặc là phù mạch di truyền mà nó là type 3, tức là nó không liên quan gì đến cái C4 hoặc là C1 inhibitor. Và khi mà chúng ta định lượng được C4 này thấp, chúng ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo thứ hai đó là C1 inhibitor. Định lượng đi. Đầu tiên là chúng ta tính ra định lượng, nếu mà nó thấp thì bước tiếp theo thì chúng ta sẽ định lượng cái C1Q. Bởi vì sao? Cái C1Q này nó sẽ giúp chúng ta phân định được hai thể của phù mạch, đó là phù mạch di truyền type 1 và phù mạch di truyền mắc phải. Thì cái phần mà trình bày sự khác nhau như thế nào thì xin phép được trình bày ở phía sau. Vậy thì trong trường hợp mà khi C4 giảm, C1 inhibitor giảm và cái C1Q này giảm thì đó chính là phù mạch mắc phải chứ nó không phải là phù mạch di truyền. Còn ngược lại, nếu mà C1Q này bình thường thì nó được xếp vào cái phù mạch di truyền type 1. Và trong trường hợp mà cái nồng độ C1 inhibitor thì chúng ta hãy nhìn sang cái nhánh này, thì chúng ta sẽ làm một cái xét nghiệm là về chức năng của nồng độ C1, chức năng của C1 inhibitor để xem nó có bị khiếm khuyết hay không khiếm khuyết. Thì trong trường hợp mà nó bình thường thì có thể là phù mạch tự phát, hoặc là trong trường hợp mà nó thấp thì nó chính là cái type 2 như chúng ta đã nói. Nồng độ thì bình thường nhưng khiếm khuyết về mặt chức năng. Thì cái phần này xin nhường lại cho bác sĩ Tú ở trong cái phần báo cáo về sau. Tuy nhiên, có một cái ở đây mà bác sĩ Dân muốn nhấn mạnh trong cái vấn đề này, đó chính là cái vai trò của C4 trong cái xác định cái phù mạch di truyền. Bởi vì sao? Cái C4 này hoàn toàn là tất cả các cơ sở y tế mà chắc là từ tuyến tỉnh đi, hoặc là các cái phòng khám mà làm xét nghiệm bây giờ thì họ hoàn toàn có thể làm được cái C4. Vậy nếu mà anh chị
nghĩ đến phù mạch di truyền, nhưng bệnh nhân đấy không có một cái tiền sử di không có một cái tiền sử nào gợi ý là phù mạch di truyền cả. Vậy thì việc đầu tiên mà chúng ta làm đó chính là định lượng, cho ra một cái chỉ định là định lượng cái nồng độ C4. Trong trường hợp mà C4 mà giảm thì thôi, các anh chị vui lòng là gửi lại bác sĩ ở chuyên ngành dị ứng, hoặc là các cái bác sĩ mà quan tâm đến, bác sĩ về chuyên ngành về cái mà quan tâm đến cái phù mạch di truyền này, thì để chúng ta có thể làm gửi đi để làm các cái xét nghiệm mà liên quan đến C1, nồng độ định lượng nồng độ C1, hay là cái nồng độ chức năng của C1 inhibitor. Và trong trường hợp mà khi mà tiền sử gia đình rõ ràng rồi, tức là tiền sử bố hoặc mẹ là bị phù mạch di truyền rồi, thì lúc đấy người ta bảo là thôi bỏ qua cái C4 đừng có làm gì cả, mà chúng ta sẽ nhảy ngay sang và định lượng cái C1 luôn và xác định cái chức năng của C1 inhibitor luôn, mà chúng ta không nghĩ gì đến C4 nữa. Và hầu hết các cái bệnh nhân như chúng ta nhìn thấy ở đây đều có giảm C4 ạ. Và độ nhạy của cái giảm C4 này là ở 81% các cái bệnh nhân mà bị phù mạch di truyền. Do đó nó là một cái xét nghiệm rẻ tiền, chắc là tầm khoảng 100.000 quay trở lại. Và ngoài ra thì nó có thể thực hiện được ở Việt Nam và rất là hữu ích trong chẩn đoán ạ. Tuy nhiên thì có khoảng 2 đến 4% những cái trường hợp mà bệnh nhân mặc dù là được chẩn đoán phù mạch di truyền nhưng mà vẫn có cái nồng độ C4 này bình thường. Do đó nếu mà các anh chị vẫn nghi ngờ là phù mạch di truyền thì chúng ta vẫn có thể là tiến hành các cái bước tiếp theo, tức là định lượng cái C1 inhibitor hoặc là đánh giá cái chức năng, chứ chúng ta không bảo là gì à C4 giảm rồi thì chúng ta thôi không làm nữa. Và do đó cái xét nghiệm mà C1 inhibitor ấy, nó vẫn rất cần thiết cho chẩn đoán xác định ạ. Và phần thứ ba ở đây bác sĩ Dân xin được phép trình bày là các cái điểm dễ bỏ sót khi mà chẩn đoán phù mạch di truyền. Cái này chỉ là tổng lược lại những cái mà bác sĩ Dân vừa nói thôi ạ. Cái thứ nhất đó, lý do tại sao mà bác sĩ Dân lại đưa ra cái slide này để cho các anh chị có thể hình dung được rằng cái chẩn đoán phù mạch di truyền nó không hề dễ một tí nào. Cái số liệu này là lấy từ báo cáo từ Mỹ đấy. Và những cái bệnh nhân mà đến với, ngay cả bản thân bệnh nhân họ cũng rất là chủ quan, mà có đến 43% từng trường hợp các bệnh nhân mà họ đến sau một, tức là có cái biểu hiện triệu chứng nhưng sau một năm họ mới đến khám bác sĩ, họ mới đến phàn nàn bác sĩ là họ có cái triệu chứng mà ví dụ là chính là phù ở các chi hoặc là biểu hiện là phù ở mặt, ở mắt ạ. Và phải mất đến 8,3 năm thì phù mạch di truyền này mới được chẩn đoán xác định và phải trải qua tay ít nhất là 4 đến 5 bác sĩ. Với một cái hệ thống y tế phát triển như ở Mỹ, tức là có cả bác sĩ mà chuyên ngành dị ứng thì chắc chắn họ đã phát triển rồi, mà họ còn phải mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều bác sĩ mới chẩn đoán được. Thì vậy, với trong một cái chuyên ngành dị ứng nó đang trong giai đoạn phát triển, thực ra thì thành lập từ lâu rồi nhưng mà nó mới đang ở trong giai đoạn phát triển, vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ bỏ sót rất nhiều, và kể cả bác sĩ chuyên ngành dị ứng miễn dịch lâm sàng. Và gần như là 65% bệnh nhân thì bị chẩn đoán nhầm. Vậy thì chẩn đoán nhầm ở đây nó sẽ liên quan đến dị ứng và nó liên quan đến cái trường hợp bệnh lý bụng ngoại khoa, đó là viêm ruột thừa. Và ở châu ở Mỹ thì có khoảng 19% bệnh nhân, và ở châu Âu thì có khoảng 24% bị phẫu thuật không cần thiết. Đấy chính là những cái số liệu mà chúng ta phải nói lên một thực trạng là gì, cái bệnh bệnh này chưa thật sự được quan tâm, chưa được ai biết đến, và chúng ta cần rất nhiều thời gian và rất là nhiều sự đầu tư để có thể làm thế nào mà để làm giảm đi cái gánh nặng cho các cái bệnh nhân sau này. Thì đó chính là những cái mà bác sĩ Tú sẽ nói về những cái chương trình sau này. Vậy thì cái khó khăn thứ nhất đó chính là làm thế nào mà để chúng ta có thể phân biệt được cái phù mạch mà liên quan đến dị ứng, hay là cái phù mạch mà liên quan đến histamine, hay là cái phù mạch này liên quan đến di truyền. Thì biểu hiện lâm sàng của phù mạch mà liên quan đến chúng ta histamine hay là phù mạch dị ứng thì nó cũng có biểu hiện là phù mạch, cũng có biểu hiện là phù môi, cũng có biểu hiện là gì nhỉ, sưng sưng phù mắt, hoặc là cũng có biểu hiện là phù thanh quản, cũng có biểu hiện là gì nhỉ, là phù ở bộ phận sinh dục. Tuy nhiên thì cái mà người ta hay thấy gặp nhất đó chính là những cái phù mà nó phù mạch mà nó đi cùng với mày đay. Thì khi mà có phù mạch mà đi cùng với mày đay rồi thì chắc chắn là chúng ta có thể nghĩ đến cái đấy nó là phù dị ứng đấy, chứ không phải là phù mạch di truyền đó. Và ngoài ra nữa thì nó sẽ biểu hiện là ngứa, đúng không ạ? Và ngoài ra nữa thì nó có thể nó liên quan, à bệnh nhân này trước đây là có cái tiền sử mà liên quan đến dị ứng, ví dụ là như là sau khi mà ăn hoặc là uống cái thuốc gì đó mà xuất hiện các biểu hiện triệu chứng, đúng không ạ? Thì đó chính là cái phù mạch mà liên quan đến trung gian histamine. Và một cái điểm nữa mà cũng cũng đáng lưu ý đối với các anh chị, đó là bởi vì nó phù mạch qua trung gian histamine, do đó các cái biện pháp điều trị mà tác động đến histamine như
thuốc kháng histamine hoặc là corticoid hoặc là cái arealin thì hoàn toàn có hiệu quả. Còn trong trường hợp mà phù mạch liên quan đến di truyền thì không hiệu quả một chút nào ạ. Và trường hợp thứ hai đó chính là làm thế nào mà để chúng ta phân biệt được phù mạch do thuốc. Thì trong cái thực hành lâm sàng về dị ứng miễn dịch lâm sàng thì chúng ta gặp rất là nhiều các cái trường hợp, mà đặc biệt là những trường hợp mà những người lớn tuổi ạ, khi mà xương khớp bắt đầu đau rồi và cái nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau tăng lên, và ngoài ra thì nhu cầu sử dụng các cái thuốc liên quan đến điều trị mạch vành như là aspirin tăng lên. Vậy thì nó chính là một trong những nguy cơ mà xuất hiện các cái triệu chứng mà liên quan đến cái phù mạch do thuốc. Ở đây là thuốc với giảm đau chống viêm nonsteroid. Bởi vì sao? Cái thuốc giảm đau chống viêm nonsteroid này nó cắt đứt cái con đường bình thường, cái con đường bình thường của cái arachidonic này thành hai con đường là cyclooxygenase hoặc là lipoxygenase này, thì cái con đường này nó bị ức chế đi, thì cái sản phẩm của nó là leukotriene C4 hoặc là leukotriene B4 thì nó được nổi lên. Do đó nó sẽ biểu hiện trên lâm sàng có thể là biểu hiện các trường hợp mà phù mạch, hoặc là có biểu hiện trên lâm sàng là những cái cơn hen phế quản, hoặc là có biểu hiện là trên lâm sàng là cái ngạt tắc mũi đấy. Và ở đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân chúng ta cũng thấy là rõ ràng là gì, bệnh nhân cũng có cái sưng phù ở môi đấy. Và đây là một trường hợp mà bệnh nhân sau khi sử dụng uống ibuprofen thì bệnh nhân xuất hiện là các cái sưng phù ở môi đơn thuần. Cái này chỉ có đơn thuần thôi nhé, tức là không có biểu hiện là mày đay đâu ạ, bởi vì cái cơ chế của nó không liên quan đến IgE, do đó là cũng không có mày đay, và là một trong những cái mà chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt mà gần nhất, sát nhất với phù mạch di truyền. Vậy thì các cái trường hợp mà liên quan đến do thuốc thì thường xuất hiện từ vài phút đến 24 giờ sau khi uống các thuốc mà aspirin, và nó gì nhỉ, nó kèm theo phù mạch này. Và để mà chẩn đoán cái này với phù mạch di truyền thì rất là đơn giản ạ. Các anh chị có thể là các cái test da, các test lẩy da và test nội bì thì gần như là không có giá trị ở trong cái trường hợp này, bởi vì nó không liên quan đến IgE. Tuy nhiên các cái trường hợp mà liên quan đến test kích thích ấy, thì rất là có giá trị. Tức là chúng ta trong trường hợp mà bệnh nhân sử dụng các cái thuốc mà dạng đường uống thì chúng ta có thể làm test kích thích đường uống với các cái liều mà tăng dần, và sẽ tạo nên trên bệnh cảnh lâm sàng một cái biểu hiện lâm sàng giống hệt như cái lúc mà bệnh nhân bị cái biểu hiện phù như này ạ. Thì đó chính là cách mà chúng ta có thể chẩn đoán loại trừ cái phù mạch do thuốc qua việc, ngoài cái việc mà khai thác trên lâm sàng cái tiền sử dụng thuốc, và ngoài ra nữa thì đó chính là các test mà liên quan đến dị ứng ạ. Và một cái chẩn đoán phân biệt nữa mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, mà trong bài trình bày à trong cái phần trình bày phía trước bác sĩ Dân đã lưu ý, đó chính là phân biệt với phù mạch mắc phải. Vậy thì phù mạch mắc phải rõ ràng C4 giảm, C1 inhibitor giảm, nhưng nó khác ở cái gì? Đó chính là nó làm giảm cái C1q, và có thể là chúng ta định lượng được cái kháng thể kháng C1 inhibitor ở trong máu. Vậy thì nếu như ở trong phù mạch mắc phải thì thường thường nó gặp ở trong giai đoạn từ 10 đến 20 năm đầu đời, thì cái phù mạch mắc phải này nó thường thường nó gặp ở trong những giai đoạn muộn hơn, thường khoảng 40 đến 50 tuổi. Bởi vì sao? Bởi vì những cái rối loạn này thì thường thường nó liên quan đến các cái rối loạn tăng sinh đường lympho hoặc là các bệnh lý tự miễn. Và biểu hiện lâm sàng thì tương tự như phù mạch di truyền rồi. Nhưng rõ ràng cái thời điểm mà xuất hiện biến cố nó muộn. Cái thứ hai đó chính là chúng ta xét nghiệm, chúng ta sẽ thấy là cái sự giảm C1Q. Và cái thứ ba nữa là chúng ta có thể thấy được các cái rối loạn mà bệnh nhân có thể mắc, như là rối loạn tăng sinh lympho hay là các bệnh lý tự miễn. Và đây là một trong những bệnh mà nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta rất là dễ bỏ sót, và chúng ta nghĩ là à bệnh nhân đến phù mạch di truyền, nhưng thực ra không phải, bởi vì không có cái phù mạch di truyền nào mà nó khởi phát muộn như thế ạ. Và một vấn đề này đó chính là liên quan đến yếu tố khách quan. Ở đây thì cái slide này đã được báo cáo trong cái hội nghị của hội Liên chi hội hen dị ứng miễn dịch lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2022 ở Đà Lạt. Thì đó chính là những cái thách thức mà trong chẩn đoán phù mạch di truyền ở Việt Nam. Đó là hiện tại sang ở Việt Nam thì chúng ta chủ yếu dựa vào cái tiền sử lâm sàng, tiền sử và khai thác lâm sàng. Và hiện tại thì chỉ có một cái trung tâm về phù mạch di truyền nằm ở Bệnh viện Bạch Mai. Và cái thứ ba là chưa có cái sàng lọc cho các cái thành viên ở trong gia đình, và chưa có một cái phác đồ. Ở trên thế giới thì có, nhưng ở Việt Nam thì chưa có một cái phác đồ nào hướng dẫn sàng lọc. Vậy thì những bệnh nhân nào thì chúng ta nghĩ đến phù mạch di truyền và cần phải làm xét nghiệm nào thì chưa có cái hướng dẫn, hay là chưa có một cái khuyến cáo nào cả. Và về cái phương tiện chẩn đoán thì đây cũng thực sự là một cái bài toán khó cho nước nhà. Bởi vì sao? Bởi vì với một cái tần suất mắc nó rất là hiếm
Thế là không phải là một cái bệnh viện nào hay là một cái cơ sở mà xét nghiệm nào mà họ có thể sẵn sàng họ chi trả để họ làm cái xét nghiệm mà xác định cái nồng độ C1 inhibitor hay là xét nghiệm chức năng. Bởi vì sao? Nó liên quan đến kinh tế. Với trong cái tình trạng mà xã hội hóa bây giờ thì rất là khó, hoặc là tự chủ bây giờ thì rất là khó để chúng ta có thể triển khai được một cái labo mà có thể xác định được cái xét nghiệm mà có thể chẩn đoán xác định về cái phù mạch di truyền như thế. Tuy nhiên thì có một cái số lab thì có thể là họ lấy mẫu máu của mình và họ gửi sang nước ngoài. Thì ở nếu như bác sĩ Dân không nhầm thì ở bên ở Hà Nội thì có cơ sở là Medlatech, còn ở bên trong thành phố Hồ Chí Minh thì có cái phòng khám Medic Hòa Hảo. Thì đó chính là hai cơ sở mà chúng ta có thể gửi bệnh nhân gửi xét nghiệm đến để làm cái định lượng C1 inhibitor, định lượng cái nồng độ C1 inhibitor đấy. Tuy nhiên thì cũng rất là may mắn đó là gần đây thì với sự hỗ trợ của công ty Takeda với các cái nhãn hàng mà liên quan đến thuốc sinh điều trị sinh học đang hỗ trợ cho Việt Nam, đang hỗ trợ cho Chi hội hen dị ứng miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai cái chương trình mà sàng lọc di truyền, thì cái điều này cũng được bác sĩ Tú nói sẽ đề cập đến chi tiết ở trong cái bài báo cáo của bác sĩ Tú ạ. Và kết luận của cái bài báo cáo ngày hôm nay ở đây thì chỉ có mấy nét của chúng ta như chúng ta đã biết rồi ạ. Đó chính là những cái bệnh lý di truyền hiếm gặp và nó tái phát nhiều đợt và có nguy cơ tử vong. Cái thứ hai là dễ chẩn đoán nhầm hoặc bỏ qua trong thực hành lâm sàng. Và cái thứ ba nữa, đây là một cái bệnh mà hiếm gặp. Tuy nhiên thì cái gánh nặng nó rất là lớn. Cái thứ hai là nó cũng rất là nguy hiểm, do đó cần quan tâm nhiều hơn của ngành y tế để nâng cao cái khả năng nhận diện cũng như là để khả năng chẩn đoán phù mạch di truyền.